một cỗ máy vượt thời gian của hãng Akai. Ngày hôm nay thì Hoàng Giao xin giới thiệu đến các bác đó là một con đầu cuối của hãng Akai, model 365D các bác nhá, chứ không phải 635 nhá, 365D ạ. Máy này máy chạy băng 5 băng 7 hai chiều, 4 track auto reverse. Đây là một con máy của một bác khách gửi đến để Hoàng Giao Đô spa lại cái vỏ các bác nhá. Đấy, đây là cái vỏ mà Hoàng Giao đã tháo ra cho bác này. Đấy, vỏ mộc nguyên bản này này. Cái này thì các bác ấy muốn làm đẹp lại thì bác ấy mang qua đây thì Hoàng Giao sẽ tháo cho bác. Và khi tháo ra thì cái nội thất của nó các bác ạ, nhìn một con máy được sản xuất năm 1970 các bác nhá, mà nhìn nội thất còn đẹp như thế này. Và máy zin nhất nguyên bản luôn. Các bác có thể nhìn đến cái tụ này, tụ 1969 này. Đấy. Tụ tô hoa 1969 này. Đấy, hai tụ 1969 này. Đấy, những cái thanh điện trở này, đấy, sắt xi si này. Đấy. Không biết Nhật ngày xưa người ta sử dụng cái công nghệ gì mà cái sần sắt xi si năm nay là năm thứ 55 tuổi rồi mà nó còn đẹp như này các bác nhá. Với đây là những con đầu sản xuất năm 1970. Đấy, 1970 các bác nhá. Đây Hoàng Giao có tra cái data của hãng là thì đây các bác nhìn này. GX365D này 1970 và năm xuất xưởng là 146.000 yên các bác nhá. Đấy. 146.000 yên. Đấy, đây là cái hình dạng của cái máy đây. Máy này nó có cả nắp đậy các bác nhá. Đấy thì tra ra đây ra thì thấy là em này là sản sinh năm 1970 các bác ạ. Và tức là đến thời điểm này là 54 năm. Đấy. Các bác nhìn cái độ đẹp của nó còn rất là đẹp. Mới zin nguyên bản hết các bác nhé. Không ngờ cái này nó lại nhiều le này các bác nhìn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 tới 13 cái rơ le các bác nhé. Đấy, 13 cái rơ le này. Tất cả hãng rơ le rất là nổi tiếng là Omron các bác nhé. Omron là một hãng rất nổi tiếng chuyên sản xuất những cái thiết bị y tế, trong đó có rơ le Omron. Đấy. Omron hết này. Tất cả đều có chữ Omron ở trên này. Đấy. Máy 3 motor, hai motor tua đây, hai motor tua các bác này, đấy, một motor chính này, motor chính này, đấy, dòng này thì nó chạy bằng cái Coroa các bác nhá, đấy, bánh đà là dưới các bác này, đấy, bánh đà dưới, và dưới này các vỉ mạch âm sắc, thiết kế rất là thông minh, sử dụng các vỉ mạch cắm, đấy, tức là khi cần sửa vỉ mạch nào chúng ta phải rút ra đơn giản, đấy, rất là thông minh chứ không hàn cố định, đa cầu điện, đấy, nhìn mạch, chỉ bụi về theo năm tháng rồi, còn độ zin là zin hết, tủ tiết zin đét, sắt xi đẹp, đấy. Đây là sắt xi 7 màu luôn các bạn nhỉ, Akai 365D, đây là mặt của nó các bạn ạ, con này nó có cái bộ hiện giờ này, đấy. Đấy. Máy chạy 3 tốc độ luôn. Tốc độ có tiêu chuẩn 71/2, tốc độ chậm hơn 7/2 và tốc độ chậm hơn cả tốc độ 1/4 và 7/2 đó, 7/8. Hai đồng hồ stereo. Đấy. Con này thì nhìn mới đầu là tưởng tự hành nhưng không phải tự hành các bác nhá. Con này nó là đầu câm ạ. Nhìn thì rất giống con tự hành nhưng thực tế nó là đầu câm. Máy hai chiều các bác nhá. Máy này gần như Hoàng Giao thấy nó ít sử dụng bởi vì sao? Nhìn cái bánh tì này. Đấy. Rất là phẳng, không bị chai sạn. Mà khách nhờ để tháo vỏ để mang đi làm đẹp. Đấy. Còn những máy móc thì không việc gì các bác nhá. Máy móc thì là chạy ngon lành hết. Đấy, chỉ làm đẹp thôi. Đấy. Rất đẹp luôn. Đấy. Sẽ tháo cái vỏ này đi và làm cho bác này các bác nhìn. Vỏ ngày xưa này. Đấy. Mộc. Nhân tiện có cái máy đẹp của bác thì quay một cái video để cho các bác chúng ta chưa được xem 365D về nội thất như nào thì chúng ta xem ở trên video này. Hoàng Giao quay rất là chi tiết cho các bác rồi. Đấy, máy đẹp như thế này luôn. Và thiết kế này. Đấy. Thiết kế dày đặc các linh kiện luôn. Nếu mà nói về linh kiện nó còn nhiều hơn cả những con 365D hoặc là 635D hoặc là 747 luôn các bác ạ. Chính những con máy đời cao á, tháo ra thì linh kiện rất là ít các bác nhá. Nó thể sử dụng cái công nghệ gì đó nên là những cái rơ le nó cũng ít hơn rất là nhiều. Riêng dòng này nó đang sử dụng rơ le vì sao ạ? Bởi vì đây là nó sử dụng bánh đà và motor bánh đà. Còn những cái dòng mà máy hiện đại như 646, 747 ạ, 635D thì nó lại sử dụng là motor cắp tăng. Thế là nó sẽ sử dụng cái, nó không sử dụng rơ le nhiều các bạn nhá. Nên là nó sẽ nhìn linh kiện nó sẽ đơn giản hơn và cái mạch nguyên lý hoạt động nó cũng sẽ đơn giản hơn.
Còn với những cái máy mà nó sử dụng cái rơ le để đóng như này ấy, thì cái độ bền ổn định rất là cao. Và chính vì thế thì các bác có thể nhìn cái cỗ máy nó rất là đồ sộ. Mặc dù một cái máy băng 7 thôi nhưng mà dày đặc các linh kiện nó rất là đồ sộ, nhiều hơn linh kiện so với những cái máy đời cao rất là nhiều. Bởi vì đây là những cái đặc tính của những máy mà chạy motor, các bác nhá, chạy motor Cura. Đấy, chứ còn không chạy bằng IC hoặc là chạy bằng motor cấp tăng, tức là sẽ không có dây Cura. Thì cái nguyên tắc hoạt động nó sẽ khác nhau. Đấy thì cũng là một cái công nghệ của từng đời, từng hãng các bác nhá. Tất nhiên là cùng Akai nhưng mà với cái model này thì là cái model là nó thuộc cái model khác, không giống như cái model đời 365 635D hay là 747 hay 646. Đấy, hoặc là 630D thì những cái dòng máy đấy thì tháo ra thì cái mảnh nó rất là đơn giản các bác ạ. Nó không có những đồ sộ như này đâu ạ. Nhưng mà nhìn này thật rất là đồ sộ. Đồ sộ hơn cả những cái máy đắt tiền luôn ạ. Thế công nhận là như thế. Các nhá, những cái máy đắt tiền tháo ra đơn giản là có mỗi cái vỉ mạch ở dưới thôi, và trên là phần cơ, dưới là vỉ mạch điều khiển là xong, chứ không có những cái le niếc như này nhiều như này đâu ạ. Cái này nhìn quá khủng khiếp luôn. Đấy, một con máy trông rất bình thường thôi nhưng mà phải nói nội thất của nó thì dày đặc. Các có thể nhìn những linh kiện mạch niếc ở dưới này. Đấy, rồi sắt xi dưới này, nó dày đặc luôn. Đấy. Thì đây là công nghệ cũng như là một cái phiên bản khác nhau thì các kỹ sư người ta sẽ đưa ra những cái tính toán khác nhau các bác nhá. Đấy, thì cái này Hoàng Gia chỉ chia sẻ vậy thôi, còn sâu hơn về kỹ thuật cái này thì mình cũng không thể nắm rõ được. Đấy, và tất cả những cái này rất là thông minh, là sử dụng bằng cái cắm hết rồi này. Đấy, tất cả sử dụng bằng cắm hết, tôi có thể nhấc cái vỉ này ra đơn giản, sửa chữa rất là đơn giản ạ. Sử dụng hết bằng cái rắc cắm, dây bó rất là đẹp, các bác nhìn dây các kỹ sư ngày xưa giờ bó này, dây rất chắc luôn nhá. Đấy, dây bó rất đẹp, rất chắc chắn luôn. Đấy, rắc dây rắc này. Dây điện bao nhiêu năm rồi rất là mềm. Đấy. Tụ vẫn zin hết các bác nhá. Tụ zin hết. Cảm ơn các bác nha. Hoàng Gia xin chia sẻ như thế thôi. Cảm ơn, Hoàng Gia xin chào và hẹn gặp lại các bác ở trong các clip tiếp theo của Hoàng Gia Audio nha.